Tuổi Mùi hợp với tuổi gì và tuổi Mùi hợp với màu gì? Thì Quảng Tầm xin kính chào quý anh chị em. Thì kính thưa quý anh chị em, là trong cuộc sống chúng ta thường có xu hướng là yêu thích những cái màu sắc nào đó, và trong cái giao tiếp xã hội thì chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta hợp với người này mà không hợp với người kia, thích chơi với người này mà không thích chơi với người kia. Thì ngoài cái tâm tính thì trong cái bản mệnh của mỗi người nó cũng nói lên được là chúng ta sẽ xu hướng thích được màu gì và xu hướng hợp với cái người tuổi gì. Thì hôm nay Quảng Tầm xin được giải quyết về vấn đề tuổi Mùi hợp với lại tuổi gì và tuổi Mùi không hợp với tuổi gì và tuổi Mùi là hợp với màu gì. Trước tiên là về tuổi Mùi hợp với tuổi gì, thì kính thưa quý anh chị em là chúng ta sẽ có là tam hợp Hợi Mão Mùi, là một cái tam hợp bền chặt, và đặc biệt là tuổi Mùi và tuổi Ngọ là nhị hợp với nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ có tuổi Mùi sẽ hợp với lại tuổi Mão, tuổi Hợi và tuổi Ngọ là hợp với nhau. Vậy trong cái mối quan hệ giữa tuổi Mùi và 12 con giáp thì tuổi nào sẽ không hợp với tuổi Mùi? Trước tiên thì chúng ta sẽ có là tuổi Tý và tuổi Mùi là hại lẫn nhau, cho nên tuổi Mùi và tuổi Tý cũng không hợp lắm. Tuổi Sửu và Mùi là mối quan hệ xung khắc, đối xung, đối chọi lẫn nhau, cho nên tuổi Sửu và tuổi Mùi cũng không hợp với nhau. Tuổi Dần và tuổi Mùi là cũng mối quan hệ bình thường, không xung không khắc, không hình phá hại, như vậy là bình thường. Tuổi Mão và tuổi Mùi là trong tam hợp là hợp với nhau. Tuổi Thìn và tuổi Mùi cũng là mối quan hệ bình thường, cũng không xung không khắc. Tuổi Tỵ và tuổi Mùi cũng là mối quan hệ bình thường, không xung không khắc. Tuổi Ngọ và tuổi Mùi là mối quan hệ nhị hợp, rất tốt với nhau. Và tuổi Mùi và tuổi Mùi cũng là mối quan hệ bình thường, không xung không khắc, không hình không hại. Tuổi Thân và tuổi Mùi cũng là mối quan hệ bình thường, không xung không khắc. Tuổi Dậu và tuổi Mùi cũng là mối quan hệ bình thường, không xung không khắc, không hình. Tuổi Tuất và Mùi thì chúng ta sẽ có Sửu Tuất Mùi, là Tuất sẽ hình Mùi, như vậy là tuổi Tuất là hình tuổi Mùi, tuổi Tuất sẽ không hợp với tuổi Mùi. Tiếp theo là tuổi Hợi, Hợi và tuổi Mùi là trong cái tam hợp Hợi Mão Mùi. Như vậy thì kính thưa quý anh chị em, thì qua xét cái mối quan hệ giữa tuổi Mùi và 12 con giáp thì chúng ta sẽ thấy là tuổi Mùi sẽ không hợp với lại tuổi Sửu, không hợp với tuổi Tý và không hợp với tuổi Tuất. Như vậy thì Quảng Tầm đã giải quyết xong vấn đề về tuổi Mùi không hợp với tuổi gì. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng là giải quyết vấn đề tuổi Mùi hợp với màu gì. Để xem xét là tuổi Mùi của chúng ta hợp với màu gì thì chúng ta phải biết được là bản mệnh của chúng ta là tuổi Mùi gì. Ví dụ thì sẵn đây thì Quảng Tầm cũng đã liệt kê. Trước tiên là về tuổi Tân Mùi. Tân Mùi có ngũ hành là Lộ bằng Thổ. Thổ là màu vàng. Mà hỏa thì sinh thổ, là hỏa là màu đỏ. Thổ thì sinh kim, kim là màu trắng. Như vậy tuổi Tân Mùi chúng ta sẽ hợp với lại màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Và để cầu tài là chúng ta sẽ chọn màu đen. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến tuổi Quý Mùi. Quý Mùi có ngũ hành là Dương Liễu Mộc. Mộc là màu xanh, mà mộc thì sinh hỏa, hỏa là màu đỏ. Và thủy thì sinh mộc, là thủy thì màu đen. Như vậy tuổi Quý Mùi sẽ hợp với lại màu xanh, màu đỏ, màu đen. Và để cầu tài thì chúng ta sẽ chọn màu vàng. Tiếp theo là đến tuổi Ất Mùi. Ất Mùi chúng ta có ngũ hành là Sa Trung Kim. Kim là màu trắng. Kim thì sinh thủy, thủy là màu đen. Và thổ thì sinh kim, thổ thì là màu vàng. Như vậy tuổi Ất Mùi chúng ta sẽ hợp với màu trắng, màu vàng, màu đen. Và để cầu tài thì chúng ta chọn màu xanh. Tiếp theo là đến tuổi Đinh Mùi. Đinh Mùi có ngũ hành là Thiên Hà Thủy. Thiên Hà Thủy, thủy là màu đen. Kim thì sinh thủy, là kim thì màu trắng. Mà thủy thì sinh mộc, mộc là màu xanh. Như vậy tuổi Đinh Mùi thì chúng ta sẽ hợp với lại màu đen, màu trắng, màu xanh. Và để cầu tài thì chúng ta chọn màu đỏ. Tiếp theo là đến tuổi Kỷ Mùi. Kỷ Mùi có ngũ hành là Thiên Thượng Hỏa. Hỏa là màu đỏ. Hỏa thì sinh thổ.
Hỏa thì sinh thổ, thổ là màu vàng, mà mộc thì sinh cho hỏa, mộc là màu xanh. Như vậy, tuổi Kỷ Mùi thì chúng ta sẽ hợp với lại màu đỏ, màu vàng, màu xanh, và để cầu tài thì chúng ta chọn màu trắng. Như vậy là Quảng Tầm đã giải quyết xong vấn đề tuổi Mùi là hợp với màu gì, thì các anh chị em chúng ta căn cứ theo bản mệnh của mình để chọn những cái màu sắc phù hợp, và đặc biệt là chọn cái màu cầu tài cho chúng ta, đem đến cái tài lộc cho chúng ta. Thì một lần nữa Quảng Tầm xin được tổng kết là tuổi Mùi sẽ hợp với lại tuổi Mão, tuổi Hợi và tuổi Ngọ, và tuổi Mùi sẽ xung với lại tuổi Sửu, hại với tuổi Tý và hình với tuổi Tuất là không hợp. Nếu quý anh chị em tuổi Mùi có điều gì thắc mắc thì xin vui lòng comment, đặt câu hỏi và nhớ bấm đăng ký để theo dõi video mỗi ngày. Quảng Tầm xin kính chào quý anh chị em và hẹn gặp lại quý anh chị em trong những video tiếp theo.